Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em mình Jean-Paul Gaultier, Le Mans, Le Parfum, chai hoa mới nhất của nhà Jean-Paul Gaultier. Đây là một sản phẩm có thể gọi là sự thay thế cho Entremé đã bị ngừng sản xuất. Mình chưa hề có bất kỳ một thông tin về chai nước hoa này, đó là nó gồm những nốt gì, nó sẽ giống nhất với chai nước hoa nào. Thực tế gọi là bảo chưa có thông tin gì thì là hơi chém, bởi vì mình cũng được nghe phong phanh là nó có nét giống với Entremé, nhưng mà mình không hề biết là nó bao gồm những nốt gì. Do vậy ngày hôm nay video này chúng ta sẽ cùng review nhanh sản phẩm mới nhất của nhà Jean-Paul Gaultier này đó. Và nếu như có thể thì mình rất là hy vọng các anh em hãy click đường link ở bên dưới để có thể ủng hộ mình một vài sản phẩm chip, một vài sản phẩm full để có thể đón Tết cổ truyền. Ok, thì mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với review nhanh chai nước hoa Le Mans Le Parfum. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng bóc hộp nó luôn. Thực sự thì bình thường ấy, mình luôn giữ lại cái seal này, mình không bao giờ mình bỏ đi. Thế nhưng mà bởi vì cái đặc thù hộp của nhà Jean-Paul Gaultier là bắt buộc, bởi vì nếu không thì không, khá là khó để mở, nên rất là tiếc. Còn bình thường thì mình luôn luôn giữ seal, nhưng mà với chai nước hoa này thì bắt buộc. Bây giờ chúng ta hãy cùng unbox. Về ngoại hình hộp của em này thì nó vẫn giống như những cái chai nước hoa đã ra mắt của nhà Jean-Paul Gaultier. Đợt đó thì mình cũng đã có chia sẻ với anh em là ông bạn mình đã tưởng cái hộp nhà này nó là hộp đựng mắm tép, rất là đau lòng. Ok, đây là ngoại hình của em nó. Đó, ở trên hộp thì có in dòng chữ này để mình. Ok, Le Mans Le Parfum, nồng độ Eau de Parfum Intense. Không biết là có chém hay không, mình chưa bao giờ mình nghe thấy cái nồng độ nào ghê gớm như thế. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng mở nắp em nó. Oh, đây là ngoại hình của em nó. Đế này khá là đẹp. Đây là ngoại hình của em nó. Để nói định không có gì là khác so với những cái sản phẩm ví dụ như Le Mans Entremé. Ok, ok. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ấn tượng lần đầu tiên xịt chai nước hoa này. Như mình đã nói là mình không hề có bất kỳ một thông tin về nốt mùi hương của chai nước hoa này. Và chúng ta hãy cùng xem cái cảm nhận ban đầu của mình đó là như thế nào nhé. Cái lần đầu tiên xịt đối với mình nó luôn luôn là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Lần đầu tiên làm chuyện đấy luôn luôn rất là thú vị. Thư giãn, relax. Relax, ok. Ở chai nước hoa này thì cái open nose của nó khá là khác với chai Entremé. Nếu như chai nước hoa nó bị ngưng sản xuất Entremé thì cái mùi hương của nó, cái quả lê khi mới xịt nó khá là đặc biệt. Đặc biệt hơn, mình nghĩ nó đặc biệt hơn chai nước hoa này. Ở chai nước hoa này thì mình cảm giác nó cay nồng, cảm giác giống như kiểu open nose của nó sẽ có thể sử dụng tiêu hoặc là chanh, một dạng hơi cay nồng nhẹ. Và mình cảm thấy rằng là nó khá là giống với rất là nhiều chai nước hoa có sử dụng cái kiểu open nose như này. Còn ở Entremé thì nó khác, rất là ấn tượng ngay từ lần lúc đầu tiên xịt ở chai nước hoa này. Thì đối với quan điểm cá nhân của mình thì open nose như này thì chưa tạo nên một cái ấn tượng gì nó quá đặc biệt, nó quá là khác biệt với những chai nước hoa khác đối với mình thôi nhá. Còn thì tất nhiên cái này là tùy mỗi người anh em.
Mình khá là ngạc nhiên bởi vì ở trái nước hoa này nó không phải theo cái phong cách ngọt lừ, ngọt mới gọi là ào ào như Antami, mà ở đây đang theo một cái thiên hướng đối với mình thì nó mô tả phong cách của aromatic, hương thơm ngát, chút fresh spicy và aromatic. Hiện nay thì ngoài Hà Nội đang khá lạnh và mình xịt chai nước hoa này thì mình cảm thấy cũng khá là dễ chịu. Thì có nghĩa rằng chai nước hoa này sẽ có thiên hướng là hợp với mùa đông. Đó, mình cảm nhận ban đầu của mình là như thế. Nói chung là sau mấy phát đầu xịt, cảm nhận ban đầu của mình đó là chai nước hoa này nó không có cái xu hướng ngọt giống như Antrimé. Nó vẫn sẽ có một chút ngọt, thế nhưng mình cảm thấy là nó có thiên hướng một dạng cay nồng nhẹ và không gọi là ngọt ngào dữ dội, nồng nàn như là chai Antrimé. Chúng ta hãy cùng đợi thêm khoảng 5 phút nữa để xem là mùi hương nó có gì biến chuyển hay không. Ok. Ok anh em, sau khoảng 5 phút thì mùi hương của Le Male Le Parfum bắt đầu là nó có cái sự ngọt ngào hơn, nó bớt cái chút cay nồng nhẹ và bắt đầu nó ngọt ngào hơn. Bắt đầu cảm thấy có cái gì đấy nó thu hút hơn rồi, đó. Nó đỡ đơn điệu hơn so với lúc đầu. Và đây là cái kết luận nhanh của mình về mùi hương của Le Male Le Parfum. Điều đầu tiên đó là nếu như các anh em nào mà ví dụ như mà cái Entremet ấy, thì nó khá là dữ dội, nó khá là nồng ngay từ lần đầu tiên xịt, và đối với một số các anh em mà cái gọi là yếu sinh lý không chịu được những quả phát gọi là quá là dữ dội thì chai nước hoa này là một cái sự thay thế khá là thú vị, bởi vì nó vẫn mang phong cách làm mùi của nhà Jean Paul Gaultier, thế nhưng mà ở chai nước hoa này cái open note của nó khá là dịu dàng, nó khá là dịu dàng và nó đủ cái độ gọi là không phải là quá là thu hút, thế nhưng không phải là quá là buồn bã để mà thu hút chúng ta, để mà có thể làm cho chúng ta gắng đợi thêm cái dry down mùi. Thì ở chai nước hoa này nó là cái sự mình đối mình đến hiện tại bây giờ thì mình cảm thấy cái sự khác biệt khá là cơ bản với Entremet, có nghĩa là một thằng thì mới xịt thì khá là dữ dội, còn ông em này thì nó nói chung là nó dịu dàng hơn để mà làm sao người ta cảm thấy không bị sốc khi mà mới lần đầu tiên ngửi. Còn về khoảng dry down thật khó đấy, bây giờ thì có một cái câu lại chính xác về cái mùi hương cuối của chai nước hoa này, còn nhưng mình đưa ra một review nhanh đó là mùi hương chai nước hoa này mình cảm giác có phần nó hơi bị kiềm chế hơn so với Entremet. Cá nhân mình thì mình cảm thấy vẫn thích phiên bản cũ hơn. Ở đấy khi mà mình xịt thì mình cảm thấy một cái gì đấy nó ào ạt, nó cảm thấy một cái gì đấy nó rất là phừng 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 lên kiểu như thế. Còn ở chai nước hoa này thì không hiểu tại sao mình có một cái cảm giác gì đó nó khá là an toàn, có nghĩa là mùi nó vẫn rất là ok thế nhưng mà hơi an toàn một chút, nó giống như kiểu nó bị dựng lên một cái ranh giới gì đấy cho cái mùi hương chai nước hoa này. Mà hiện tại thì mình cảm thấy là mình tất nhiên mùi nó vẫn ok, mùi nó vẫn là thơm, rất là thu hút, thế nhưng mình vẫn cảm thấy nó phải một chút thêm nữa, giống như kiểu thêm một chút này nữa thì ở chai nước hoa này nó hơi hơi thiếu. Tất nhiên đấy chỉ là cái ấn tượng ban đầu về chai nước hoa này, biết đâu sau một vài lần xịt khác thì mình sẽ cảm thấy nó yêu hơn, nó cute hơn. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ nhanh đến các anh em mùi hương của Le Male Le Parfum. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Nếu như các anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ làm review riêng về chai nước hoa này. Video của mình đến đây là hết, mình rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video quan trọng, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.